3 của hình lớp 10 thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về 3 nội dung chính, đó là viết phương trình đường tròn, phương trình đường thẳng và phương trình của đường, đường elip. Trong buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi ôn tập chương 3, tổng hợp tất cả những kiến thức chúng ta đã được học. Chúng ta sẽ cùng nhau vào phần 1 la mã, đó là câu hỏi và bài tập. Chúng ta có bài 1 như sau. Cho hình chữ nhật ABCD, biết các đỉnh A có tọa độ 51, điểm C là 06 và phương trình đường thẳng CD là x cộng 2y trừ đi 12 bằng 0. Đề bài yêu cầu chúng ta viết phương trình các đường thẳng chứa các cạnh còn lại. Bài 1. Ở đây chúng ta có hình chữ nhật ABCD. Thì chúng ta nhớ hình chữ nhật đó sẽ là một tứ giác có 4 góc vuông. Đỉnh A có tọa độ là 51. Đỉnh C có tọa độ là 06. Và phương trình đường thẳng CD đó là x cộng với 2y trừ đi 12 bằng 0. Chúng ta sẽ cùng nhau đi viết phương trình các đường thẳng còn lại, đó là đường thẳng AB, đường thẳng BC và đường thẳng AD. Thì chúng ta nhớ đến cách viết phương trình của một đường thẳng. Để viết được phương trình đường thẳng thì chúng ta phải biết được hai yếu tố. Yếu tố đầu tiên đó là biết đi qua một điểm. Và yếu tố thứ hai đó là biết được vector pháp tuyến hoặc là vector chỉ phương của đường thẳng đó. Ở đây thì chúng ta cần nhớ rằng trong trường hợp vector pháp tuyến N có tọa độ là AB thì chúng ta sẽ suy ra được vector chỉ phương U có tọa độ là trừ BA hoặc là vector U sẽ có tọa độ là B trừ A. Dựa vào đây chúng ta sẽ cùng nhau đi viết phương trình các đường thẳng còn lại như sau. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi viết phương trình đường thẳng AB. Viết phương trình đường thẳng AB. Thì chúng ta nhận thấy đây là hình chữ nhật, do đó AB của chúng ta song song với CD. Vì ABCD là hình chữ nhật nên chúng ta sẽ có AB song song với CD. Thì chúng ta sẽ suy ra được phương trình đường thẳng AB sẽ có dạng đó là x cộng với 2y cộng với C bằng 0. Trong đó C của chúng ta sẽ là một số khác âm 12. Mà theo giả thiết thì chúng ta có điểm A tọa độ 51 thuộc đường thẳng AB. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau thay tọa độ điểm A vào phương trình đường thẳng AB để tìm ra giá trị của C. Thuộc đường thẳng AB. Nên chúng ta sẽ thay x bằng 5, y bằng 1. Khi đó chúng ta sẽ được đó là 5 cộng với 2 nhân 1 cộng với C bằng 0. Và từ đó chúng ta sẽ tìm ra được giá trị C tương ứng, đó là bằng âm 7. Như vậy, phương trình đường thẳng AB của chúng ta sẽ có dạng đó là x cộng với 2y trừ đi 7 bằng 0. Thì chúng ta nhận thấy rằng đường thẳng AB sẽ có vector pháp tuyến. Chúng ta sẽ ký hiệu là NAB. Vector pháp tuyến ở đây sẽ là có tọa độ là 12. 12 chính là hệ số đứng trước x và y. Thì chúng ta nhận thấy đường thẳng AD vuông góc của đường thẳng AB. Vậy thì vector pháp tuyến của đường thẳng AB sẽ đóng vai trò là vector chỉ phương của đường thẳng AD. Vì AD vuông góc với AB nên vector chỉ phương của đường thẳng AD chính là n của AB. Vector pháp tuyến của AB hay chính là 12. Và từ đó chúng ta sẽ suy ra được vector pháp tuyến của đường thẳng AD. Chúng ta sẽ ký hiệu là NAD. Khi đó sẽ có tọa độ đó là 2 âm 1. Như vậy đường thẳng AD của chúng ta thỏa mãn. Thứ nhất đó là đi qua điểm A. Có tọa độ là 51. Thứ hai, chúng ta biết được vector pháp tuyến đó là vector NAD. Có tọa độ là 2 âm 1. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra phương trình tổng quát của đường thẳng AD.
Đó chính là 2 nhân với x trừ đi 5 trừ đi 1 nhân với y trừ đi 1 là bằng 0. Như vậy sẽ tương đương với 2x trừ đi 10 trừ đi y cộng với 1 bằng 0. Hay chúng ta sẽ viết gọn là 2x trừ đi y trừ đi 9 sẽ bằng 0. Bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ cùng nhau đi viết phương trình đường thẳng BC. Phương trình đường thẳng BC. Thì chúng ta nhận thấy là BC của chúng ta sẽ song song với AD. Do đó phương trình đường thẳng BC của chúng ta sẽ có dạng đó là 2x trừ đi y cộng với một số d bằng 0. Trong đó d của chúng ta là một số khác âm 9. Mà theo giả thiết chúng ta đã biết điểm C có tọa độ là 0,6 và điểm C của chúng ta thuộc đường thẳng BC. Nên chúng ta sẽ thay x bằng 6. Nên chúng ta sẽ thay x bằng 0, y bằng 6 vào phương trình trên. Như vậy chúng ta sẽ rút ra là 2 nhân 0 trừ đi 6 cộng với d là bằng 0. Và từ đó chúng ta sẽ tìm ra giá trị d là bằng 6. Đến đây chúng ta có thể kết luận được phương trình BC. Vậy phương trình đường thẳng BC đó chính là 2x trừ đi y cộng với 6 sẽ bằng 0. Như vậy thông qua bài này thì chúng ta cần chú ý rằng để biết được phương trình của một đường thẳng thì chúng ta cần phải biết hai yếu tố, đó là đi qua một điểm và biết được vector phát tuyến hoặc là vector chỉ phương. Thứ hai đó là hai đường thẳng song song với nhau thì sẽ có cùng vector phát tuyến, có cùng vector chỉ phương. Còn trong trường hợp hai đường thẳng vuông góc với nhau thì vector phát tuyến của đường thẳng này sẽ đóng vai trò là vector chỉ phương của đường thẳng kia và ngược lại. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài 2 như sau. Bài 2 của chúng ta đó là cho chiếc 3 điểm A, B và C. Đề bài yêu cầu tìm tập hợp các điểm M sao cho MA bình phương cộng với MB bình phương là bằng MC bình phương. Thì ở đây cô sẽ gọi điểm M có tọa độ là XY. Có điểm M là XY. Thì trước tiên cô sẽ đi tính MA rồi từ đó sẽ suy ra được MA bình phương. MA của chúng ta sẽ là bằng căn bậc 2. MA là bằng căn bậc 2. Chú ý điểm A có tọa độ là 1, 2. Như vậy MA sẽ bằng căn bậc 2 của 1 trừ đi x tất cả bình phương cộng với 2 trừ đi y tất cả bình phương. Vậy thì từ đó chúng ta sẽ rút ra là MA bình phương chính là bằng 1 trừ x tất cả bình phương cộng với 2 trừ đi y tất cả bình phương. Hoàn toàn tương tự, chúng ta tính được MB bình phương và MC bình phương. Trong đó MB bình phương sẽ là bằng trừ 3 trừ x tất cả bình phương cộng với 1 trừ đi y tất cả bình phương. MC bình phương sẽ là bằng 4 trừ đi x tất cả bình phương cộng với âm 2 trừ đi y tất cả bình phương. Đề bài yêu cầu đó là điểm M thỏa mãn MA bình phương cộng với MB bình phương bằng MC bình phương. Thì chúng ta sẽ cùng nhau thay biểu thức vào trên như sau. MA bình phương của chúng ta thì chính là bằng 1 trừ x tất cả bình phương cộng với 2 trừ đi y tất cả bình phương. MB bình phương thì chính là bằng trừ 3 trừ đi x tất cả bình phương cộng với 1 trừ đi y tất cả bình phương. Và MC bình phương là 4 trừ đi x tất cả bình phương cộng với trừ 2 trừ đi y tất cả bình phương. Đến đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phá hoặc và rút gọn biểu thức trên như sau. 1 trừ x tất cả bình phương thì sẽ là bằng 1 trừ đi 2x cộng với x bình phương. 2 trừ y tất cả bình phương là bằng 4 trừ đi 4y cộng với y bình phương. Trừ 3 trừ x tất cả bình phương thì chính là bằng 9 cộng với 6x cộng với x bình phương. Và 1 trừ y tất cả bình phương sẽ là bằng 1 trừ đi 2y cộng với y bình phương. Vế bên kia của chúng ta thì sẽ là bằng 16 trừ đi 8x cộng với x bình phương cộng với 4
cộng với 4y và cộng với y bình phương. Đến đây thì chúng ta sẽ cùng nhau rút gọn cả hai vế như sau. Thứ nhất đó là vế bên trái. 1 cộng 4 là bằng 5. 5 cộng với 9 là bằng 14. 14 cộng với 1 là bằng 15. Trừ 2x cộng với 6x là bằng 4x. Bằng 4x. X bình phương cộng với x bình phương là bằng 2x bình phương. Trừ 4y trừ đi 2y là bằng trừ 6y. Y bình phương cộng với y bình phương thì là bằng 2y bình phương. Vế phải của chúng ta là 16 cộng với 4 hay chính là bằng 20. Trừ đi 8x cộng với x bình phương cộng với 4y cộng với y bình phương. Đến đây chúng ta sẽ thực hiện quy tắc chuyển vế đổi dấu. Như vậy là 15 cộng với 4x cộng với 2x bình phương trừ đi 6y cộng với 2y bình phương trừ đi 20 cộng với 8x trừ đi x bình phương trừ đi 4y trừ đi y bình phương sẽ bằng 0. Ở đây chúng ta sẽ có 15 trừ đi 20 thì chính là bằng âm 5. 4x cộng với 8x sẽ là bằng 12x. 2x bình phương trừ đi x bình phương là còn x bình phương trừ 6y trừ đi 4y là bằng trừ 10y và 2y bình phương trừ đi y bình phương là còn y bình phương bằng 0. Chúng ta sẽ cùng nhau đi biến đổi như sau. Ở đây cô sẽ nhóm x bình phương cộng với 12x là một nhóm. Và để xuất hiện hàng đẳng thức đáng nhớ số 1 thì cô sẽ cộng thêm 36. Vì ở đây chúng ta chú ý là 12 là bằng 2 nhân với 6. Do đó để xuất hiện hàng đẳng thức đáng nhớ thì chúng ta sẽ cộng thêm 6 bình phương, tức là cộng thêm 36. Nhóm thứ hai đó là y bình phương trừ đi 10y. Thì chúng ta chú ý rằng 10 thì chính là bằng 2 nhân 5. Thì để xuất hiện hàng đẳng thức đáng nhớ số 2, chúng ta sẽ cộng thêm 5 bình phương, tức là bằng 25. Cộng vào rồi thì chúng ta sẽ phải trừ đi. Như vậy chúng ta phải trừ đi 36, trừ đi 25, trừ đi 5 bằng 0. Hay tương đương với x cộng 6 tất cả bình phương cộng với y trừ đi 5 tất cả bình phương. Âm 36 trừ đi 25 trừ đi 5 thì chúng ta sẽ ra kết quả đó là bằng âm 66. Hay có thể viết tương đương là x cộng 6 tất cả bình phương cộng với y trừ 5 tất cả bình phương là bằng 66. Thì chúng ta nhận thấy đây chính là phương trình đường tròn có tâm là âm 65 và bán kính R đó là căn bậc 2 của 66. Chúng ta kết luận. Vậy tập hợp các điểm M thỏa mãn. Vậy tập hợp các điểm M thỏa mãn là đường tròn tâm Y, là một đường tròn có tâm Y có tọa độ là âm 65 và bán kính R của chúng ta sẽ là bằng căn bậc 2 của 66. Bài 3 của chúng ta thì yêu cầu tìm tập hợp các điểm cách đều hai đường thẳng delta 1 và delta 2 cho trước. Thì muốn tìm được tập hợp các điểm cách đều hai đường thẳng delta 1 và delta 2, bước đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau nhớ công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. Ở đây cô cho đường thẳng D có phương trình là AX cộng với BY cộng với C bằng 0 và một điểm M có tọa độ là X0, Y0. Thì khi đó khoảng cách từ điểm M cho đến đường thẳng D sẽ được xác định bởi công thức, đó là giá trị tuyệt đối của A nhân X0 cộng với B nhân Y0 cộng với C tất cả trên căn bậc 2 của A bình phương cộng với B bình phương. Dựa vào đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết bài 3 như sau. Bước đầu tiên chúng ta sẽ gọi điểm cách đều hai đường thẳng cho trước là điểm M. Gọi điểm cách đều hai đường thẳng delta 1 và delta 2. Gọi điểm cách đều hai đường thẳng delta 1 và delta 2
là điểm M có tọa độ là xy. Xy thì chúng ta sẽ tính được khoảng cách từ điểm M cho đến đường thẳng delta 1. Áp dụng công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng ở trên thì chúng ta sẽ tính ra được đó là bằng giá trị tuyệt đối của 5x cộng với 3y trừ đi 3. Tất cả trên căn bậc 2 của 5 bình phương cộng với 3 bình phương. Tức là bằng giá trị tuyệt đối của 5x cộng với 3y trừ đi 3. Tất cả trên căn bậc 2. 5 bình phương là bằng 20 năm, 3 bình phương là bằng 9 thì 20 năm cộng với 9 sẽ là bằng 34. Hoàn toàn tương tự, chúng ta tính được khoảng cách từ điểm M cho đến đường thẳng delta 2, tức là bằng giá trị tuyệt đối của 5x cộng với 3y cộng với 7. Tất cả trên căn bậc 2 của 5 bình phương cộng với 3 bình phương. Tức là bằng giá trị tuyệt đối của 5x cộng với 3y cộng với 7. Tất cả trên căn bậc 2 của 34. Khi đó, để khoảng cách điểm M đến hai đường thẳng là bằng nhau, tức là khoảng cách từ M đến delta 1 bằng khoảng cách từ M cho đến đường thẳng delta 2, thì chúng ta sẽ có đó là giá trị tuyệt đối của 5x cộng với 3y trừ đi 3 trên căn bậc 2 của 34, chính là bằng giá trị tuyệt đối của 5x cộng với 3y cộng với 7, tất cả trên căn bậc 2 của 34. Thì chúng ta thấy đã có cùng mẫu thức chung đó là căn bậc 2 của 34. Như vậy chúng ta sẽ rút ra được giá trị tuyệt đối của 5x cộng với 3y trừ đi 3 chính là bằng giá trị tuyệt đối của 5x cộng với 3y cộng với 7. Thì đến đây chúng ta cần nhớ đến tính chất như sau. Giá trị tuyệt đối của A bằng giá trị tuyệt đối của B khi và chỉ khi đó là A của chúng ta sẽ bằng cộng trừ B. Như vậy chúng ta sẽ có hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên đó là chúng ta sẽ có 5x cộng với 3y trừ đi 3 chính là bằng 5x cộng với 3y cộng với 7. Và trường hợp thứ hai đó là 5x cộng với 3y trừ đi 3 sẽ là bằng trừ mở ngoặc 5x cộng với 3y cộng với 7. Chúng ta sẽ xét từng trường hợp như sau. Trường hợp đầu tiên đó là 5x cộng với 3y trừ đi 3 chính là bằng 5x cộng với 3y cộng với 7. Chúng ta sẽ thực hiện quy tắc chuyển vế đổi dấu. Là hết 3y trừ đi 3 là hết. Thì chúng ta còn trừ 3 trừ đi 7 tức là bằng trừ 10. Trừ 10 bằng 0 thì chúng ta thấy vô lý. Như vậy trường hợp 1 của chúng ta sẽ bị loại. Trường hợp thứ hai đó là 5x cộng với 3y trừ đi 3 sẽ là bằng 5x bằng trừ 5x cộng với 3y cộng với 7. Thì chúng ta sẽ thực hiện quy tắc chuyển vế đổi dấu. Cộng với 5x cộng với 3y cộng với 7 bằng 0. Trong đó 5x cộng với 5x là bằng 10x, 3y cộng với 3y chính là bằng 6y, trừ 3 cộng 7 sẽ là bằng 4. Chúng ta chia cả hai vế cho 2 thì sẽ được đó là 5x cộng với 3y và cộng với 2 sẽ bằng 0. Đến đây thì chúng ta có thể kết luận được tập hợp các điểm M cách đều hai đường thẳng cho trước. Vậy, tập hợp các điểm M. Cách đều hai đường thẳng cho trước. Chính là đường thẳng 5x cộng với 3y cộng 2 bằng 0. Là đường thẳng 5x cộng với 3y và cộng với 2 là bằng 0. Chúng ta sẽ chuyển sang bài 4 như sau. Bài 4 của chúng ta thì cho đường thẳng delta có phương trình là x trừ đi y cộng với 2 bằng 0 và hai điểm O và điểm A.
Ý A của chúng ta đó là yêu cầu tìm điểm đối xứng với điểm O qua đường thẳng delta. Đây chính là đường thẳng delta có phương trình là x trừ đi y cộng với 2 bằng 0. Điểm O của chúng ta không nằm trên đường thẳng delta thì cô sẽ gọi đây là điểm O. Và đề bài yêu cầu tìm điểm với xứng của điểm O qua đường thẳng delta. Vậy thì khi đó chúng ta có đặc điểm đó là điểm đối xứng đó sẽ O phẩy, cô gọi là O phẩy. O phẩy sẽ vuông góc với delta tại trung điểm của O phẩy. Nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm tọa độ điểm O phẩy. Gọi O phẩy đối xứng với điểm O. Đối xứng với điểm O qua đường thẳng delta. Qua đường thẳng delta. Vậy thì khi đó chúng ta có đặc điểm đó là delta sẽ là đường trung trực của đoạn thẳng O phẩy. Hay nói cách khác là đường thẳng O phẩy vuông góc với delta tại trung điểm của O phẩy. Và cô sẽ gọi trung điểm của O phẩy đó là điểm Y. Gọi Y là trung điểm của O phẩy. Vậy thì từ đó chúng ta sẽ suy ra là O phẩy vuông góc với delta tại điểm Y. Tại điểm Y. Thì để tìm tọa độ điểm O phẩy thì chúng ta sẽ có hướng làm như sau. Thứ nhất, điểm O chúng ta biết đó là góc tọa độ, có tọa độ là 0,0. Nếu chúng ta biết được tọa độ điểm Y thì chúng ta có thể dùng công thức trung điểm của đoạn thẳng suy ra tọa độ điểm O phẩy. Vậy thì làm thế nào để có thể biết được tọa độ của điểm Y? Thì chúng ta nhận thấy Y là giao điểm của đường thẳng OO phẩy và đường thẳng delta. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi viết phương trình đường thẳng OO phẩy và từ đó suy ra tọa độ của điểm Y. Viết phương trình đường thẳng OO phẩy. Đường thẳng O phẩy. Thì chúng ta nhận thấy rằng là đường thẳng delta có vector phát tuyến đó là n delta có tọa độ là 1, -1. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra đó là vector chỉ phương của đường thẳng OO phẩy và chúng ta sẽ ký hiệu là U của O phẩy chính là bằng n delta và có tọa độ là 1, -1. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra vector phát tuyến của đường thẳng OO phẩy chính là n của OO phẩy và sẽ có tọa độ là 1, 1. Như vậy đường thẳng OO phẩy của chúng ta thỏa mãn. Thứ nhất đó là đi qua điểm O có tọa độ là 0,0. Thứ hai có vector phát tuyến n của OO phẩy có tọa độ là 1, 1. Vậy thì chúng ta viết được phương trình tổng quát của đường thẳng O phẩy đó là 1 nhân với x trừ đi 0 cộng với 1 nhân với y trừ đi 0 là bằng 0. Hay chính là x cộng với y bằng 0. X cộng với y bằng 0. Từ đó chúng ta sẽ tìm được tọa độ giao điểm Y như sau. Vì hai đường thẳng OO phẩy và đường thẳng delta cắt nhau tại điểm Y nên tọa độ điểm Y sẽ là nghiệm của hệ. Nên tọa độ điểm Y là nghiệm của hệ phương trình. Phương trình đầu tiên đó chính là phương trình của đường thẳng delta x trừ đi y cộng với 2 bằng 0. Phương trình thứ hai là phương trình của đường thẳng OO phẩy. Chúng ta vừa viết ra được đó là x cộng với y là bằng 0. Và từ đây chúng ta sẽ tìm ra được x là bằng -1 và y của chúng ta là bằng 1. Như vậy, trung điểm Y sẽ có tọa độ đó là
đó là âm 1, 1. Từ đó chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm tọa độ điểm O phẩy như sau. Vì điểm Y là trung điểm của O O phẩy. Chúng ta sẽ cùng nhau áp dụng công thức tính trung điểm của một đoạn thẳng. Thì chúng ta nhớ rằng là xy của chúng ta là bằng xo cộng với xo phẩy tất cả trên 2. Yy thì chính là bằng yo cộng với yo phẩy tất cả trên 2. Và từ đó chúng ta sẽ rút ra được đó là xo phẩy sẽ là bằng 2 lần xy trừ đi xo. Trong đó xy của chúng ta là bằng âm 1, xo thì chính là bằng 0, kết quả là bằng âm 2. Tương tự yo phẩy sẽ là bằng 2 lần yi trừ đi y0, tức là bằng 2 nhân với 1 trừ đi 0 và bằng 2. Đến đây chúng ta sẽ kết luận được tọa độ của điểm O phẩy, đó chính là âm 2, 2. Điểm O phẩy có tọa độ là âm 2, 2. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang ý B. Ý B yêu cầu tìm điểm M trên đường thẳng delta sao cho độ dài đường góc khúc OMA là ngắn nhất. Thì bước đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau xếp vị trí tương đối của hai điểm O và điểm A so với đường thẳng delta. Ở đây cô sẽ đặt fxy. Fxy đó chính là bằng x trừ đi y cộng với 2. Hay chính là phương trình của đường thẳng delta. Thứ nhất đó là xếp vị trí của điểm 0. Thì F00 của chúng ta là bằng 0 trừ đi 0 cộng với 2 là bằng 2, một số lớn hơn 0. Thứ hai đó là F ở tại điểm A, tức là F20 sẽ là bằng 2 trừ đi 0 cộng với 2 và bằng 4 là một số lớn hơn 0. Như vậy tích của hai số này sẽ là một số lớn hơn 0. Điều này chứng tỏ hai điểm O và A sẽ nằm cùng phía so với một nửa mặt phẳng, bờ là delta. Chúng ta suy ra O và A nằm cùng phía. Nằm cùng phía so với đường thẳng delta. So với đường thẳng delta. Vậy thì khi đó đường thẳng OA của chúng ta sẽ không cắt delta. Chúng ta sẽ cùng nhìn vào hình vẽ như sau. Điểm A của chúng ta sẽ có dạng như này. O và A sẽ cùng nằm một bên so với đường thẳng delta. Vậy thì khi đó chúng ta nhận thấy là đoạn thẳng OA sẽ không cắt đường thẳng delta và O'A của chúng ta sẽ cắt được đường thẳng delta. Suy ra đoạn thẳng OA không cắt đường thẳng delta. Đoạn thẳng O phẩy A. Đoạn thẳng O phẩy A có cắt delta. Đề bài yêu cầu đó là tìm điểm M trên đường thẳng delta sao cho độ dài đường góc khúc OMA là ngắn nhất. Thì theo giả thiết chúng ta có delta là đường trung trực của O phẩy. Là đường trung trực của O phẩy. Và điểm M của chúng ta lại thuộc đường thẳng delta. Thì chúng ta sử dụng đến tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng. Đó là một điểm bất kỳ nằm trên đường thẳng delta đó sẽ cách đều hai đầu mút. Tức là chúng ta sẽ có MO bằng MO phẩy. MO bằng MO phẩy.
Đây là tính chất đường trung trực của đoạn thẳng. Vậy thì từ đó chúng ta sẽ tính được độ dài đường gấp khúc OMA như sau. Độ dài đường gấp khúc OMA. Độ dài đường gấp khúc OMA chính là bằng OM cộng với MA. Chúng ta sẽ cùng nhìn vào hình vẽ như sau. M của chúng ta là một điểm bất kỳ nằm trên đường thẳng delta. Do đó chính là bằng OM cộng với MA. Trong đó MO của chúng ta là bằng MO phẩy. Như vậy sẽ là bằng O phẩy M cộng với MA. Thì chúng ta lại biết rằng O phẩy M cộng với MA sẽ luôn luôn lớn hơn bằng so với đoạn O phẩy A. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được OM cộng MA ngắn nhất tức là nhỏ nhất khi và chỉ khi đó là O phẩy M cộng MA của chúng ta là bằng O phẩy A. Và điều này của chúng ta xảy ra khi và chỉ khi đó là M của chúng ta là giao điểm của O phẩy A và đường thẳng delta. Điều này xảy ra khi và chỉ khi M, O phẩy A thẳng hàng. Từ đó chúng ta sẽ rút ra M chính là giao điểm của đường thẳng O phẩy A và đường thẳng delta. Sau khi xác định được điểm rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xác định tọa độ cụ thể của điểm M như sau. Muốn xác định được tọa độ của điểm M thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xác định phương trình đường thẳng O phẩy A. Sau đó tọa độ điểm M sẽ là nghiệm của hệ phương trình tạo bởi đường thẳng O phẩy A và đường thẳng delta. Viết phương trình O phẩy A. Thì phương trình đường thẳng O phẩy A của chúng ta có đặc điểm như sau. Thứ nhất đó là đi qua điểm A. Trong đó điểm A của chúng ta có tọa độ đó là 20. Thứ hai đó là vector chỉ phương. Vector chỉ phương của chúng ta đó chính là vector O phẩy A. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm tọa độ của vector O phẩy A. Vector O phẩy A của chúng ta sẽ có tọa độ đó là 4, -2. Điểm A của chúng ta đề bài cho là 20. Điểm O phẩy chúng ta đã tìm ra là -22 ở ý A. Sau đó chúng ta tìm được tọa độ vector O phẩy A. Khi viết được vector chỉ phương thì chúng ta sẽ suy ra được vector pháp tuyến. Vector pháp tuyến N của chúng ta sẽ có tọa độ đó là 24. Vậy thì từ đó chúng ta suy ra phương trình tổng quát của đường thẳng O phẩy A. Đó là 2 nhân với x trừ đi 2 cộng với 4 nhân với y trừ đi 0 là bằng 0. Hay tương đương với 2x cộng với 4y trừ đi 4 sẽ bằng 0. Tọa độ điểm M sẽ là nghiệm của hệ. Phương trình đầu tiên là phương trình của đường thẳng delta. Thì chúng ta biết phương trình của đường thẳng delta đó chính là x trừ đi y cộng 2 bằng 0. Thứ hai đó là phương trình của đường thẳng O phẩy A, đó là 2x cộng với 4y trừ đi 4 là bằng 0. Và từ đó chúng ta sẽ tìm ra giá trị x và giá trị y tương ứng. X của chúng ta sẽ là bằng -2/3 và y của chúng ta là bằng 4/3. Như vậy điểm M sẽ có tọa độ là -2/3 và 4/3. Chúng ta sẽ kết luận. Vậy điểm M cần tìm. Sẽ có tọa độ đó là -2/3 và 4/3.
Bài 5 của chúng ta thì cho trước tọa độ 3 điểm ABC và ý A yêu cầu tìm tọa độ của trọng tâm G và trực tâm H của tam giác ABC. Thì chúng ta nhớ rằng trọng tâm của một tam giác chính là giao điểm của ba đường trung trung tuyến và chúng ta đã có công thức tính trọng tâm của tam giác. Thì ở bài này để tìm trọng tâm, chúng ta sẽ cùng nhau đi sử dụng công thức trọng tâm như sau. Tọa độ trọng tâm G của tam giác sẽ là xg của chúng ta thì chính là bằng xa cộng với xb cộng với xc tất cả trên 3. Chúng ta sẽ cùng nhau đi thay số. Xa là bằng 4, xb là bằng 2 và xc là bằng -3. Kết quả của chúng ta sẽ là bằng 1. Tương tự yg là bằng ia cộng với ib cộng với ic tất cả trên 3. Tức là bằng 3 cộng với 7 cộng với -8 tất cả trên 3 và bằng 2/3. Bằng 2/3. Như vậy điểm G của chúng ta sẽ có tọa độ đó là 1/2/3. Thứ hai, ý thứ hai đó là yêu cầu tìm tọa độ trực tâm của tam giác ABC. Trực tâm H của tam giác ABC. Thì chúng ta nhớ trực tâm của giác tam giác chính là giao điểm của ba đường cao. Đây chính là tam giác ABC. Và đây là hai đường cao này cắt nhau tại một điểm, đó chính là trực tâm H. Sau đây cô sẽ trình bày một cách tìm trực tâm của một tam giác như sau. Cách 1, thì chúng ta nhận thấy hai vector AH và vector BC có giá vuông góc với nhau. Như vậy hai vector có giá vuông góc với nhau thì tích vô hướng của hai vector đó sẽ bằng vector 0, bằng 0. Thì ở đây cô sẽ gọi điểm H có tọa độ là xy. Chúng ta có vector AH tính được vector BC. Vector AH của chúng ta sẽ có tọa độ là x-4 và y-3. Vector BC có tọa độ đó là -5, -15. Vì AH của chúng ta vuông góc với BC. Vậy thì vector AH của chúng ta cũng sẽ vuông góc với vector BC. Mà đặc điểm đó là hai vector vuông góc với nhau thì tích vô hướng sẽ bằng 0. Và chúng ta nhớ đến công thức tính tích vô hướng của hai vector, đó chính là bằng hoành nhân hoành cộng với tung nhân tung, tức là bằng -5 nhân với x-4 trừ đi -15 nhân với y-3 là bằng 0. Chúng ta sẽ rút gọn như sau, là bằng -5x cộng với 20 trừ đi -15y cộng với 45 là bằng 0. Hay tương đương với trừ đi 5x trừ đi 15y cộng với 65 là bằng 0. Chúng ta gọi đây là phương trình 1. Hoàn toàn tương tự, chúng ta sẽ có vector BH. BH sẽ vuông góc với vector AC. Do đó tích vô hướng của hai vector này là bằng 0. Vector BH có tọa độ là x-2, y-7. Vector AC sẽ có tọa độ đó là -7, -11. Vì BH vuông góc với AC nên vector BH vuông góc với vector AC. Hai vector vuông góc với nhau thì tích vô hướng sẽ bằng 0. Bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ có đó là -7 nhân với x-2 trừ đi 11 nhân với y-7 là bằng 0. Chúng ta sẽ phá bỏ ngoặc ra như sau.
Đó chính là trừ 7x cộng với 14 trừ đi 11y cộng với 77 là bằng 0. Điều này sẽ tương đương với trừ 7x trừ đi 11y cộng với 91 là bằng 0. Và câu hỏi đây là phương trình 2. Vậy thì từ 1 và 2 thì chúng ta sẽ có hệ phương trình sau. Từ 1 và 2 ta có hệ phương trình. Phương trình đầu tiên đó chính là trừ 5x trừ đi 15y là bằng cộng với 65 là bằng 0. Phương trình thứ hai là trừ 7x trừ đi 11y cộng với 91 là bằng 0. Giải hệ trên thì chúng ta sẽ tìm ra được x của chúng ta là bằng 13, y của chúng ta là bằng 0. Như vậy tọa độ trực tâm H của chúng ta đó là 13, 0. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang ý B. Ý B của chúng ta gọi T là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và yêu cầu chứng minh 3 điểm TGH là thẳng hàng. Thì chúng ta chú ý để chứng minh 3 điểm thẳng hàng, thì chúng ta cần chỉ ra là vectơ TG của chúng ta là bằng K lần vectơ TH. Rồi từ đó chúng ta rút ra TGH là thẳng hàng. Vậy thì làm nào để có thể biết được vectơ TG và vectơ TH thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC như sau. Chúng ta gọi T có tọa độ là XY là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. ABC. Khi T là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác, vậy thì chúng ta sẽ có đó là TA là bằng TB và bằng TC. Chúng ta sẽ cùng từ đó chúng ta rút ra là TA bình phương là bằng TB bình phương và bằng TC bình phương. Chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết TA bình phương bằng TB bình phương như sau. Thứ nhất đó là TA bình phương bằng với TB bình phương. Chúng ta nhớ đến công thức tính khoảng cách hai điểm TA của chúng ta. Chú ý A của chúng ta có tọa độ là 43. Do đó TA bình phương thì chính là bằng 4 trừ đi x tất cả bình phương cộng với 3 trừ đi y tất cả bình phương. TB bình phương sẽ là bằng 2 trừ x tất cả bình phương cộng với 7 trừ đi y tất cả bình phương. Chúng ta sẽ cùng nhau rút gọn như sau. 16 trừ đi 8x cộng với x bình phương cộng với 9 trừ đi 6y cộng với y bình phương chính là bằng 4 trừ đi 4x cộng với x bình phương cộng với 49 trừ đi 14y cộng với y bình phương. Thực hiện rút gọn cả hai vế, chuyển vế đổi dấu. Như vậy là 16 trừ đi 8x cộng với x bình phương cộng 9 trừ đi 6y cộng với y bình phương trừ đi 4 cộng với 4x trừ đi x bình phương trừ đi 49 cộng với 14y trừ đi y bình phương là bằng 0. Chúng ta thực hiện rút gọn. Ở đây x bình phương và trừ x bình phương là hết. Y bình phương trừ đi y bình phương sẽ là hết. Trừ 8x cộng với 4x sẽ là bằng trừ 4x. Trừ 6y cộng với 14y thì chính là bằng 8y. 16 cộng với 9 là bằng 25. 25 trừ đi 4 là bằng 21. 21 trừ đi 49 thì sẽ là bằng âm 28. Bằng 0. Thì chúng ta sẽ có đây là phương trình đầu tiên. Tiếp theo phương trình thứ hai. Chúng ta sẽ cùng nhau đi lập phương trình thứ hai như sau. Chúng ta có TB bình phương là bằng TC bình phương. Chúng ta sẽ cùng nhau tính TB bình phương và TC bình phương như sau.
TB bình phương thì chính là 2 trừ đi x tất cả bình phương cộng với 7 trừ đi y tất cả bình phương. TC bình phương là bằng âm 3 trừ đi x tất cả bình phương cộng với âm 8 trừ đi y tất cả bình phương. Thực hiện phá ngoặc như vậy là 4 trừ đi 4x cộng với x bình phương cộng với 49 trừ đi 14y cộng với y bình phương chính là bằng 9 cộng với 6x cộng với x bình phương cộng với 64 cộng với 16y cộng với y bình phương. Thực hiện quy tắc chuyển vế đổi dấu. Đây là 4x. Sẽ trừ đi 9, trừ đi 6x, trừ đi x bình phương, trừ đi 64, trừ đi 16y và trừ đi y bình phương là sẽ bằng 0. Ở đây của chúng ta, x bình phương trừ đi x bình phương là hết, y bình phương trừ đi y bình phương là hết, trừ 4x, trừ đi 6x là thành trừ 10x, trừ đi 14y, trừ đi 16y thì chính là trừ 30y. 4 cộng với 49 là bằng 53. 53 trừ đi 9 thì sẽ là bằng 44. 44 trừ đi 64 thì sẽ là bằng âm 20. Và cô gọi đây là phương trình 2. Từ 1 và 2 thì chúng ta sẽ có hệ phương trình. Chúng ta có hệ phương trình. Phương trình đầu tiên đó là trừ 4x cộng với 8y. Trừ đi 28 là bằng 0. Phương trình thứ hai là trừ 10x, trừ đi 30y, trừ đi 20 bằng 0. Và từ đó chúng ta sẽ tìm ra giá trị x, y tương ứng. X của chúng ta sẽ là bằng âm 5. X chúng ta tính ra là bằng âm 5. Y sẽ là bằng 1. Như vậy điểm T của chúng ta sẽ có tọa độ là âm 5, 1. Như vậy thông qua hai ý A và ý B thì chúng ta đã tìm ra được tọa độ các điểm G, H và T. Cụ thể điểm G của chúng ta, điểm G trọng tâm chúng ta đã tìm ra là 1/2/3. Thứ hai đó là điểm H, trực tâm H thì chúng ta sẽ có tọa độ đó là 13, 0. Và tâm đường tròn ngoại tiếp T chúng ta vừa tìm ra là âm 51. Như vậy đến đây chúng ta có thể dễ dàng tính được vector TG và vector TH để chứng minh hai vector này cùng phương. Vector TG. Để tính tọa độ của một vector thì chúng ta sẽ lấy tọa độ điểm sau trừ đi tọa độ điểm trước. Chúng ta lấy 1 trừ đi trừ 5 là thành 6, 2/3 trừ đi 1 là còn âm 1/3. Tương tự vector TH sẽ có tọa độ đó là 18, âm 1. Vậy thì dựa vào đây chúng ta rút ra là vector TH sẽ là bằng 3 lần vector TG. Và từ đó chúng ta suy ra hai vector này là hai vector cùng phương. TH và vector TG là cùng phương. Khi hai vector cùng phương với nhau, vậy thì ba điểm THG là thẳng hàng. Suy ra ba điểm THG là thẳng hàng với nhau. Thẳng hàng. Từ đó chúng ta có điều phải chứng minh. Tiếp theo là ý C. Ý C của chúng ta yêu cầu viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Thì để viết được phương trình đường tròn ngoại tiếp một tam giác, chúng ta phải xác định được hai yếu tố. Thứ nhất đó là tâm, thứ hai đó là bán kính. Thì ở ý B, chúng ta đã cùng nhau xác định được tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác, đó chính là điểm T. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC đó chính là điểm T có tọa độ là âm 5, 1. Thứ hai đó là chúng ta đi tính bán kính R. Thì ở đây chúng ta chú ý rằng bán kính R của chúng ta chính là bằng TA
bằng TB bằng TC. Do đó chúng ta sẽ tính R thông qua đó là tính đoạn thẳng TA. Chúng ta nhớ đến công thức tính khoảng cách hai điểm thì TA của chúng ta sẽ là bằng 4 trừ đi trừ 5 hay chính là bằng 4 cộng 5 tất cả bình phương cộng với 3 trừ đi 1 tất cả bình phương. Và chúng ta tính ra được là bằng căn bậc 2 của 85. Từ đó suy ra phương trình đường tròn. Phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Ngoại tiếp tam giác ABC sẽ có phương trình đó chính là x cộng 5 tất cả bình phương cộng với y trừ đi 1 tất cả bình phương bằng r bình phương tức là bằng 85. Ở bài 6 thì yêu cầu chúng ta lập phương trình hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường thẳng cho trước. Thì ở đây chúng ta cần chú ý đặc điểm đường phân giác của một góc như sau. Cô cho trước hai đường thẳng D1 và D2 cắt nhau tại điểm Y. Khi đó, theo tính chất đường phân giác của một góc với một điểm M bất kỳ nằm trên đường phân giác gọi là đường delta, thì khi đó có một đặc điểm đó là khoảng cách từ điểm M cho đến đường thẳng D1 chính là bằng khoảng cách từ điểm M cho đến đường thẳng D2. Đây chính là tính chất đường phân giác của một góc. Đường phân giác của một góc. Vậy thì dựa vào tính chất này, chúng ta sẽ cùng nhau đi lập phương trình hai đường phân giác của góc tạo bởi hai đường thẳng đã cho như sau. Chúng ta gọi điểm M có tọa độ là xy là điểm thuộc đường phân giác. Thuộc đường phân giác của góc tạo bởi hai đường thẳng đã cho. Vậy thì chúng ta sẽ có đó là khoảng cách từ điểm M cho đến đường thẳng D1 chính là bằng khoảng cách từ điểm M cho đến đường thẳng D2. Đây là tính chất đường phân giác của một góc. Và từ đó chúng ta sẽ suy ra như sau. Chúng ta tính khoảng cách từ điểm M cho đến đường thẳng D1. Và chúng ta sẽ tính được đó là bằng giá trị tuyệt đối của 3x trừ đi 4y cộng với 12. Tất cả trên căn bậc 2 của 3 bình phương cộng với âm 4 tất cả bình phương. Thứ hai đó là khoảng cách từ điểm M cho đến đường thẳng D2 sẽ là bằng giá trị tuyệt đối của 12x cộng với 5y trừ đi 7. Tất cả trên căn bậc 2 của 12 bình phương cộng với 5 bình phương. Như vậy chúng ta sẽ được là giá trị tuyệt đối của 3x trừ đi 4y cộng với 12. Tất cả trên 3 bình phương cộng âm 4 tất cả bình phương là bằng 25. Căn 25 thì chính là bằng 5. Bằng 169 và căn 169 thì sẽ là bằng 13. Như vậy từ đây chúng ta sẽ có hai trường hợp xảy ra. Chúng ta sẽ rút ra trước như sau. 13 nhân với giá trị tuyệt đối của 3x trừ đi 4y cộng với 12 chính là bằng 5 nhân với giá trị tuyệt đối của 12x cộng với 5y trừ đi 7. Và từ đây chúng ta sẽ có hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên đó là 13 nhân với 3x trừ đi 4y cộng với 12 chính là bằng 5 nhân với 12x cộng với 5y trừ đi 7. Và trường hợp thứ hai đó là 13 nhân với 3x trừ đi 4y cộng với 12 sẽ là bằng trừ 5 nhân với 12x cộng với 5y trừ đi 7. Chúng ta sẽ cùng nhau đi rút gọn hai biểu thức trên như sau. Bước đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau nhân phá ngoặc ra.
nhân pháo ngoài ra thì là được 39x trừ đi 13 nhân với 4y thì sẽ là bằng trừ 52y cộng với 13 nhân với 12 là bằng 156, sẽ là bằng 60x cộng với 25y trừ đi 35. Và ở dưới chúng ta cũng nhân phá tương tự, sẽ trở thành là 39x trừ đi 52y cộng với 156 sẽ là bằng âm 60x trừ đi 25y và cộng với 35. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện bước chuyển vế đổi dấu. Chuyển vế đổi dấu. Như vậy chúng ta sẽ có là 39x trừ đi 52y cộng với 156 trừ đi 60x trừ đi 25y cộng với 35 là bằng 0. Thứ hai đó là 39x trừ đi 52y cộng với 156 cộng với 60x cộng với 25y trừ đi 35 là bằng 0. Ở đây 39x trừ đi 60x sẽ là bằng âm 21x. Âm 52y trừ đi 25y thì là thành âm 77y. Và 156 cộng với 35 thì sẽ là bằng 191. Ở phương trình thứ hai chúng ta có 39x cộng với 60x là bằng 99x. Trừ 52y cộng với 25y thì sẽ là bằng trừ 27y. 156 trừ đi 35 sẽ là còn 121 bằng 0. Bằng 0. Như vậy đến đây chúng ta có thể kết luận được rằng phương trình hai đường phân giác của góc tạo bởi hai đường thẳng đã cho thì có đường phân giác thứ nhất đó chính là trừ 21x trừ đi 77y cộng 191 bằng 0, và phương trình đường phân giác thứ hai đó là 99x trừ đi 27y cộng 121 là bằng 0. Chúng ta kết luận vậy có hai đường phân giác. Vậy có hai đường phân giác của góc tạo bởi hai đường thẳng đã cho. Của góc tạo bởi hai đường thẳng đã cho. Đường thẳng thứ nhất, đây chính là phương trình đường thẳng thứ nhất và đây là phương trình của đường thẳng thứ hai. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang câu 7. Câu 7 của chúng ta như sau. Cho chiếc đường tròn C có tâm Y, tọa độ là 1,2, bán kính R là bằng 3. Yêu cầu chứng minh rằng tập hợp các điểm M mà từ đó vẽ được hai tiếp tuyến với đường tròn C sẽ tạo với nhau một góc 60 độ là một đường tròn, và yêu cầu viết phương trình của đường tròn. Trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi vẽ đường tròn tâm Y với bán kính R là bằng 3. Một điểm M nằm ngoài đường tròn thì chúng ta sẽ luôn vẽ được hai tiếp tuyến với nhau. Ở lớp 9 thì chúng ta đã cùng nhau học về tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau. Thì chúng ta có một tính chất đặc biệt, đó chính là gì? Đó chính là MI sẽ là tia phân giác của góc tạo bởi góc AMB. Vậy thì khi đó chúng ta tính ra được góc AMI chính là bằng góc IMB và bằng 1/2 góc AMB. Trong đó góc AMB chúng ta đã biết là bằng 60 độ. Vậy thì chúng ta sẽ tính ra được mỗi góc nhỏ này chính là bằng 30 độ. Và nhiệm vụ của chúng ta đó là đi tính độ dài đoạn thẳng IM. Chúng ta sẽ trình bày như sau. Gọi AB là hai tiếp điểm của tiếp tuyến kể từ M đến đường tròn C. Gọi A và B là hai tiếp điểm của hai tiếp tuyến kể từ điểm M đến đường tròn C. Vậy thì chúng ta sẽ rút ra MI là tia phân giác của góc AMB. Đây là tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.
tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau. Và từ đó chúng ta sẽ rút ra được rằng số đo của góc AMI bằng số đo của góc IMB và bằng 1/2 số đo của góc AMB tức là bằng 1/2 nhân với 60 độ và bằng 30 độ. Thì chúng ta nhận thấy độ dài IA của chúng ta chính là bằng bán kính R. Do đó IA của chúng ta sẽ là bằng 3. Ta có IA là bằng R và bằng 3. Chúng ta xét tam giác vuông. IAM. Khi đó chúng ta có một tỷ số lượng giác liên quan đến góc AMI, liên quan đến độ dài IA, liên quan đến độ dài IM, đó chính là sin. Thì chúng ta nhớ rằng sin của góc AMI, sin là bằng đối trên huyền, do đó sẽ là bằng AI trên IM. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ rút ra được rằng IM của chúng ta chính là bằng AI trên sin của góc AMI. Trong đó AI của chúng ta chính là bằng bán kính R và bằng 3. Góc AMI là bằng 30 độ, trong đó sin của 30 độ là bằng 1/2. Như vậy IM của chúng ta sẽ bằng 6. Mà theo giả thiết thì điểm I của chúng ta là tâm đường tròn. Vậy thì điểm I của chúng ta là một điểm cố định. Vậy thì từ đây chúng ta có I là cố định, trong khi đó độ dài IM là bằng 6. Vậy thì chúng ta nhớ đến định nghĩa đường tròn thì chúng ta sẽ suy ra tập hợp các điểm M chính là đường tròn tâm I bán kính R bằng 6. Nên tập hợp các điểm M sẽ là đường tròn tâm I bán kính R là bằng 6. Bán kính R là bằng IM hay chính là bằng 6. Suy ra phương trình đường tròn. Ở đây tâm I của chúng ta có tọa độ là 1, 2. Tâm I. Như vậy phương trình đường tròn của chúng ta sẽ là như sau: x trừ đi 1 tất cả bình phương cộng với y trừ đi 2 tất cả bình phương chính là bằng r bình phương, tức là bằng 36. Bài 8 của chúng ta yêu cầu tìm góc giữa hai đường thẳng delta 1 và delta 2 trong các trường hợp như sau. Muốn tìm được góc giữa hai đường thẳng delta 1 và delta 2 thì chúng ta cần nhớ công thức. Giả sử vector pháp tuyến của hai đường thẳng lần lượt là n1 và n2. Trong đó n1 có tọa độ là a1, b1. Và vector pháp tuyến N2 có tọa độ là A2, B2. Thì khi đó, cốt của góc tạo bởi hai đường thẳng delta 1 và delta 2 sẽ được xác định bởi công thức, đó là bằng giá trị tuyệt đối của A1 nhân A2 cộng với B1 nhân B2. Tất cả trên căn bậc 2 của A1 bình phương cộng với B1 bình phương nhân với căn bậc 2 của A2 bình phương nhân với B2 bình phương cộng với B2 bình phương. Thì đây chính là công thức tính góc giữa hai đường thẳng. Do đó ở bài này chúng ta sẽ cùng nhau đi xác định bước đầu tiên, đó là vector pháp tuyến của hai đường thẳng, rồi từ đó suy ra cosine của góc tạo bởi hai đường thẳng đó. Chúng ta vào ý A thì chúng ta sẽ cùng nhau xác định được vector pháp tuyến của hai đường thẳng. Sẽ lần lượt là N1 và N2. Lần lượt là vector N1. Trong đó vector N1 sẽ có tọa độ là 21. Và vector N2 của chúng ta sẽ có tọa độ là 5, 2. Vậy thì chúng ta suy ra
cosin của góc tạo bởi hai đường thẳng delta 1 và delta 2 sẽ là bằng giá trị tuyệt đối của 2 nhân 5 cộng với 1 nhân với âm 2. Tất cả trên căn bậc 2 của 2 bình phương cộng với 1 bình phương nhân với căn bậc 2 của 5 bình phương cộng với âm 2 tất cả bình phương. 2 nhân 5 là bằng 10, 10 trừ đi 2 là bằng 8, giá trị tuyệt đối của 8 là bằng 8. Thứ hai, ở dưới mẫu 2 bình phương cộng với 1 bình phương là bằng 5, như vậy đây sẽ là bằng căn 5. 25 cộng với 4 sẽ là bằng 29. Nên với căn 29 hay chính là bằng 8 trên căn bậc 2 của 145. Và từ đó, từ chúng ta sử dụng máy tính bỏ túi thì chúng ta sẽ xác định được rằng góc giữa hai đường thẳng delta 1 và delta 2 của chúng ta sẽ là xấp xỉ 48 độ 22 phút. Tương tự với ý B. Ý B, chúng ta có đường thẳng delta 1 có phương trình là y bằng trừ 2x cộng với 4. Thì chúng ta sẽ cùng nhau biến đổi đưa về dạng tổng quát. Thì phương trình này sẽ tương đương, đó là 2x cộng với y trừ đi 4 là bằng 0. Đường thẳng delta 2 có phương trình đó là y bằng 1/2x cộng với 3/2. Vậy thì chúng ta sẽ tính ra được. Bước đầu tiên là cô sẽ nhân cả hai về với 2 để cho đơn giản. Thì chúng ta sẽ có 2y chính là bằng x cộng với 3. Sau đó chúng ta thực hiện chuyển vế đổi dấu. Như vậy là x trừ đi 2y cộng với 3 là bằng 0. Từ đó chúng ta suy ra vector pháp tuyến của hai đường thẳng. Vector pháp tuyến của hai đường thẳng delta 1 và delta 2 lần lượt sẽ là vector n1 của chúng ta sẽ có tọa độ đó là 21. Vector pháp tuyến n2 sẽ có tọa độ đó là 1 âm 2. Vậy thì khi đó cosin của góc tạo bởi hai đường thẳng delta 1 và delta 2 sẽ được xác định bởi đó là lấy 2 nhân 1 cộng với âm 2 nhân 1. Tất cả trên căn bậc 2 của 2 bình phương cộng với 1 bình phương nhân với căn bậc 2 của 1 bình phương cộng với âm 2 tất cả bình phương. Thì 2 nhân 1 là bằng 2, âm 2 nhân 1 là bằng âm 2, 2 trừ 2 là hết. Do đó cốt của góc tạo bởi hai đường thẳng trên là bằng 0. Và từ đó chúng ta rút ra góc giữa hai đường thẳng delta 1 và delta 2 là bằng 90 độ. Chúng ta chuyển sang bài 9 như sau. Bài 9 của chúng ta cho trước phương trình của một elip yêu cầu tìm tọa độ các đỉnh và các tiêu điểm. Bài 9 thì chúng ta cần nhớ công thức viết phương trình tổng quát của một elip. Một elip của chúng ta sẽ có phương trình tổng quát đó là x bình phương trên a bình phương cộng với y bình phương trên b bình phương là bằng 1. Và khi đó chúng ta sẽ có C bình phương chính là bằng A bình phương trừ đi B bình phương. Ở đây chúng ta sẽ có hai tiêu điểm. Tiêu điểm F1 của chúng ta sẽ có tọa độ đó là C0. Và tiêu điểm F2 sẽ có tọa độ đó là trừ C0. Ở bài này của chúng ta thì chúng ta có A bình phương là bằng 16. Chúng ta có A bình phương là bằng 16. Vậy thì chúng ta sẽ rút ra A của chúng ta là bằng 4. Vì chúng ta biết đối với elip thì A, B, C đều là các số lớn hơn 0. Thứ hai là B bình phương là bằng 9. Vậy thì chúng ta sẽ có B là bằng 3. Và chúng ta rút ra C bình phương chính là bằng A bình phương trừ đi B bình phương. Tức là bằng 16 trừ đi 9 và bằng 7. Vậy thì C của chúng ta sẽ bằng căn bậc 2 của 7. Và từ đó chúng ta suy ra các đỉnh của elip. Elip của chúng ta sẽ có 4 đỉnh. Đỉnh thứ nhất cô sẽ gọi là đỉnh A1. Đỉnh A1 của chúng ta sẽ có tọa độ đó là trừ 40. Đỉnh A2 đó là 40. Đỉnh B1 có tọa độ là 0 âm 3.
Và đỉnh B2 sẽ có tọa độ đó là 0,3. 0,3. Thứ hai, chúng ta đi tìm tiêu điểm của elip. Tiêu điểm của elip thì elip của chúng ta sẽ có hai tiêu điểm đối xứng với nhau qua góc tọa độ O. Elip tiêu điểm thứ nhất F1 sẽ có tọa độ là trừ căn bậc 2 của 7, 0, và tiêu điểm thứ hai là F2 chính là bằng căn bậc 2 của 7 và 0. Bài cuối cùng đó là bài 10. Thì ta biết rằng mặt trăng của chúng ta sẽ chuyển động quanh trái đất theo một quỹ đạo sẽ là một elip, trong đó trái đất sẽ là một tiêu điểm. Elip đó sẽ có chiều dài trục lớn và trục nhỏ lần lượt là 769.266 km và 768.106 km. Yêu cầu tính khoảng cách ngắn nhất và khoảng cách dài nhất từ trái đất đến mặt trăng. Biết rằng các khoảng cách đó đạt được khi trái đất và mặt trăng sẽ nằm trên trục lớn của elip. Cô giả sử đây là elip của chúng ta, trong đó A1, A2, B1, B2 là các đỉnh của elip, F1, F2 là hai tiêu điểm. Và trong trường hợp này, cô sẽ gọi trái đất trùng với vị trí F2. Vị trí của trái đất trùng với F2. Và điểm M của chúng ta sẽ di động trên elip. Đề bài của chúng ta đã biết độ dài trục lớn và trục nhỏ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm A, B và C như sau. Theo giả thiết, chúng ta sẽ có ý cần khai thác đầu tiên đó là độ dài trục lớn. Độ dài trục lớn của chúng ta là bằng 769.266 km. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra A1, A2 hay chính là bằng 2A là bằng 769.266 km. Và từ đó chúng ta sẽ tính ra được A nhỏ của chúng ta. A nhỏ của chúng ta sẽ là bằng 384.633 km. Thứ hai đó là dùng độ dài trục nhỏ. Độ dài trục nhỏ của chúng ta đó là bằng 768.106 km. Vậy thì chúng ta sẽ có B1, B2 là bằng 2B và bằng 768.106. Và từ đó chúng ta tính ra được B nhỏ. B nhỏ của chúng ta sẽ là bằng 384.053 km. Khi chúng ta biết A, biết B, vậy thì chúng ta sẽ tính ra được C bình phương. C bình phương của chúng ta là bằng A bình phương trừ đi B bình phương. Và chúng ta sẽ tính ra được kết quả như sau. Mà chúng ta biết rằng C của chúng ta là một số dương. Do đó C của chúng ta sẽ xấp xỉ là 21.115. Vậy thì F1, F2, khoảng cách giữa hai tiêu điểm là bằng 2C, tức là bằng 42.230. Ở đây chú ý đề bài của chúng ta yêu cầu tính khoảng cách ngắn nhất và khoảng cách dài nhất từ trái đất đến mặt trăng. Biết rằng khoảng cách đó đạt được khi trái đất và mặt trăng của chúng ta cùng nằm trên trục lớn. Trong đó trái đất của chúng ta đã nằm trên trục lớn. Vậy thì khi đó mặt trăng của chúng ta cũng nằm trên trục lớn, tức là nằm ở trong hai vị trí A1 hoặc là A2. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta đó là đi tính A1, F1, A2, F2. Rồi từ đó chúng ta sẽ tính được khoảng cách gần nhất và xa nhất giữa trái đất và mặt trăng. A1, F1 của chúng ta thì cũng chính là bằng A2, F2. Đó là bằng A1, A2 trừ đi F1, F2. Rồi tất cả chia cho 2. Và chúng ta sẽ tính ra được kết quả đó là bằng 363.518 km.
Chúng ta sẽ vào câu trả lời đầu tiên, câu hỏi đầu tiên. Đó là trái đất gần mặt trăng nhất. Trái đất gần mặt trăng nhất. Thì chúng ta nhận thấy trái đất của chúng ta sẽ gần mặt trăng nhất khi mặt trăng của chúng ta là ở vị trí A2. Khi mặt trăng trùng với điểm A2. Trùng với vị trí A2. Và từ đó chúng ta sẽ suy ra khoảng cách ngắn nhất. Khoảng cách ngắn nhất giữa trái đất và mặt trăng. Giữa trái đất và mặt trăng sẽ là, đó chính là đoạn A2F2. Trong đó đoạn A2F2 chúng ta đã vừa tính ra ở trên, đó chính là bằng 363.518 km. Câu trả lời thứ hai, đó là trường hợp trái đất xa mặt trăng nhất. Để trái đất xa mặt trăng nhất, vậy thì khi đó mặt trăng của chúng ta sẽ ở vị trí A1. Khi mặt trăng trùng với vị trí A1. Và từ đó chúng ta sẽ cùng nhau đi tính khoảng cách xa nhất. Khoảng cách xa nhất giữa trái đất và mặt trăng. Giữa trái đất và mặt trăng. Chính là đoạn A1F2. A1F2. Trong đó A1F2 của chúng ta là bằng A1F1 cộng với F1F2. Trong đó A1F1 của chúng ta là bằng 363.518. 518. Đoạn F1F2 của chúng ta là bằng 42.230. Và chúng ta sẽ tính ra được kết quả, đó là bằng 40.405.748. 48 km. Thì đây chính là đáp số của bài toán này.